Bây giờ quý vị thấy không, giàu ăn được bao nhiêu bữa cơm ngày, hưởng được cái gì, ở trên thân thể mình á có cái gì, có chăng nó chỉ là trong não thôi. Bây giờ nói rằng ở cái khu đất đó của bà Hằng, nhà đó của ông Dũng là những khái niệm hết. Nó có đeo trên mình tôi đâu. Tôi về chui vô có một cái nhà, lên có một cái giường, đi có một cái xe, ăn ba bữa cơm đôi khi đậm à, chết không có mang theo. Giàu cũng chẳng có mang theo, chỉ là cái tên, cái danh để gắn liền với cái tài sản mình đang sở hữu, chứ nó đâu có nằm ở trên người mình. Tôi nhìn ra được cái điều đó, tôi đã biết nó rất phù du. Bây giờ quý vị nhìn thấy ở nước Nga với Ukraine đánh nhau, bao nhiêu người giàu, bao nhiêu người bỏ mạng. Giàu á, có lấy được tài sản mua được sự sống còn không? Có lấy được tài sản á, bê theo trên người mình không? Chỉ có cái hơi thở mong manh này, nó ngắt là nó dừng. Mà nó dừng thì mọi thứ dừng lại hết. Tất cả được quy điều ra bằng cảm xúc, ý chí sống của mình nó mới quan trọng. Vì tiền bạc nó chỉ là phương tiện, là cứu cánh để mình thực hiện được những cái điều mình mong muốn. Mình mong muốn cho mình được bao nhiêu, mà mình phải nghĩ cho người khác nữa. Vì cuộc đời này không phải của mình, không có mọi người mình sống với ai đây. Cho nên tôi luôn mong muốn ai cũng thành công, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng giàu có, chia đều ra để được sống. Mình có phước hơn người khác, mình phải thương kẻ bạc phước. Đó mới là tình người.